Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Long Review. Hôm nay thì em xin cập nhật lại giá thành của các dòng TV của Samsung ra mắt năm 2023. Bởi vì cái đợt trước thì khi mà TV Samsung nó mới ra mắt ấy, giá thành nó khá chỉ là cao. Tuy nhiên thì khi mà cái thời điểm mà các dòng 2022 nó đã bán hết đi rồi và có những cái model không còn nhập được nữa, thì các dòng TV 2023 tiếp tục xuống giá để phục vụ các bác trong cái nhu cầu mua sắm trong năm nay. Thì các bác nào mà yêu mến có thể qua trực tiếp siêu thị điện máy Ecomax tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, Hà Nội để mà đặt hàng. Website là ecomax.vn mọi người nhé. Các bác nào mà yêu mến em có thể dành tặng cho em Long những nút like và nút đăng ký kênh để ủng hộ em trong các video mới nhất. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đây thì khu vực bên em thì là khu vực miền Bắc đang có những cái đợt nắng nóng và những cái đợt cắt điện luân phiên. Do đó để tiết kiệm điện lưới cho quốc gia thì bên em đang bật chỉ có một số các dòng TV ở phía bên trên thôi. Còn đâu toàn bộ phía dưới thì bên em đều tắt điện đi để mà giảm thiểu điện năng cũng như là tiết kiệm điện năng cho quốc gia mọi người nhá. Đây các bạn nhìn thấy tất cả các khu vực phía bên ngoài này đều có tắt điện đi hết rồi. Đấy. Chỉ bật sơ qua một vài để cho khách hàng xem thôi. Thì các bác rất thông cảm giúp em nhé. Em quay thì không cần bật video. Thì em sẽ cập nhật giá cho mọi người. Tất cả các đảo phía bên này cũng đều có tắt điện hết mọi người nhé. Chỉ có bật sơ qua sơ lược thôi. Rất ít những TV bên em bật điện để giảm thiểu điện năng. Ở đầu tiên thì ở đây thì có những cái model mà đang được đao giá xuống thấp nhất trong cái thời điểm hiện tại. Đó là cái dòng 2022. Đấy, đơn cử em chỉ đều lọc qua một hai cái model thôi. Còn đâu sẽ là toàn model 2023 mọi người nhé. 2022 thì đợt này 65 inch các bác lên mua cho em là 65QL85B. Phân khúc 65 inch mọi người nhé. Đang có mấy mức giá rất rẻ, màn hình TV mini LED nhưng lại bán ngang so với cái dòng TV chỉ là LED 4K thông thường thôi. 22.510.000 cho con 65QL85B là màn hình 65 inch. Còn với thời điểm hiện tại bây giờ các bác mua 55 inch. 55 inch thì bây giờ 55Q60, Q70 và Q80 đều hết hàng, không có hàng. Đấy. Và 55QL cũng đang không còn hàng. Các bác bây giờ chỉ còn lựa chọn cho em đó là con 55BU8000 thì là có hàng với phân khúc TV là 55 inch. 55BU8000 thời điểm bây giờ giá của nó cũng đang xuống rất sâu cho các bác với con BU8000 đây con này với đang đao giá xuống còn 10.100.000 các bác nhé. 10.100.000 một cái mức giá rất rẻ tầm 10 triệu đồng các bác sở hữu được là 55 inch. Còn 65 inch thì chỉ có 65QL85 thôi. 65Q60B đợt này thì cũng giá cũng sẽ đao xuống rẻ với tầm giá là gần 14 triệu đồng. Tuy nhiên thì nó cũng không có giảm nhiều các bác nhé. 65Q60B đây 13.750.000 các bác nhé. 13.750.000 cho 65Q60B. Ở các phân khúc 2023 em sẽ cập nhật nhanh cho mọi người 2023. Bởi vì 2022 thì bây giờ nó cũng chả còn bao nhiêu model cả. Với các dòng cao cấp thì ở đây em đang kê, em sẽ đi xem con nào thì em cập nhật giá cho các bác con đó nhé. 2023 chúng ta sẽ có các dòng là Q70C, QL85C, QL90C cho các bác trong cái đợt này. Q80B, Q70C và Q80C nữa. Ở phía bên này thì chúng ta sẽ có các dòng là 55Q70C trước. Đầu năm nay thì toàn bộ các bạn nào mà mua sẽ đầu C sẽ là 2023. Còn đầu B sẽ là 2022. Ở đây sẽ có năm đầu C chúng ta sẽ sản xuất các dòng 55, 65, 75 và 85 inch. Thì ở đây em đang có con 55 inch Q70C. Với Q70C thay thế cho Q70B đang có giá thành hiện tại bây giờ nó rơi vào khoảng độ là 20 triệu đồng. Các nhá. Khoảng độ chưa đến 20 triệu đồng đâu. Gần sát 20 triệu đồng cho các bác con này. Đó là 55Q70C. 55Q80C tất nhiên là nó sẽ cao hơn một chút. Với giá nó rơi vào khoảng độ là hơn 23 triệu 100. Hoặc là 23 triệu đồng cho con 55Q80C. Đây là Q80. Q80 năm nay thì có một điểm khác biệt hơn so với năm ngoái. Đó là thay thế cái chân. Chân không phải chân hình chữ nhật mà nó thay thế bằng chân hình lục lăng nha.
Về ngoại trừ cái chân ra thì về phần thiết kế của Q80C cũng không khác gì so với Q80B là mấy. Còn Q70C thì lại hoàn toàn giống so với năm ngoái. Không có gì để mà khác biệt, không có gì để nói cả. Chỉ có chúng ta chỉ so sánh về phần tính năng và màu sắc ở phía bên trong thì là ok, chúng ta so sánh được. Còn đối với các dòng 55QL85C, ở đây màn hình TV là mini LED, thì năm nay QL85C nó bỏ cho các bác cái phần viền màu bạc đi, nó thay thế cho các bác một phần viền màu đen và chân kim loại cũng màu đen. Tần số quét của các dòng Q70, Q80 và QL85C đều là 120Hz. Một con màn hình nó sẽ phân biệt cho bác xem là Q70 là màn hình nét viền, Q80 là màn hình nét lèn và Q80C sẽ là màn hình mini LED. Mỗi một đời nó sẽ nâng cấp cho các bác nhiều cái công nghệ hình ảnh, âm thanh và thiết kế hơn. 55Q85C thì hiện tại bây giờ BM đang chạy chương trình cho các bác chỉ còn là 31.820.000. 31.820 cho con 55QL85C. Con này thì chắc chắn nó sẽ đao giá xuống trong cái thời gian tới. Tuy nhiên thì bây giờ nó cũng sẽ rẻ hơn cho các bác trong cái thời điểm mà cách đây khoảng độ 5 bữa nửa tháng. Giá nó sẽ rơi vào tầm độ 34-35 triệu, nhưng bây giờ xuống cho các bác còn 31.820. Đấy. Ông sẽ đao dần một nhá. Nếu mà các bác đang muốn sở hữu 55QL85B thì nó còn rẻ nữa, với tầm giá tầm hơn 20 một chút thôi. Hơn xin quắc tầm độ 18 triệu thôi. Còn đấy 55QL85B là 18.100.000. Thì đây 55QL85C đang đeo rất cao với tầm giá 31.820.000. Tuy nhiên thì bây giờ QL85B thì bây giờ đang không còn hàng, cháy hàng rồi nhé. Cháy hàng rồi. Ở phân khúc TV chúng ta có 6 nhâm minh. 6 nhâm minh thì đổi lên cũng tương tự như thế. Chúng ta sẽ có các dòng là 65Q70C, Q80C và QL85. Ở đây em đang có con là 65 inch, Q80C. Phân khúc 75 và 85 inch thì đang kê phía bên kia, đang kê bên kia. Với 65Q70C bây giờ em đang chạy chương trình cho bác rơi vào là còn bao nhiêu? Hơn 22 triệu đồng. Hơn 22 triệu đồng cho 65Q70C. Ở đây còn một con là 65QL90B. Một con này thì cũng là model năm 2022 rồi. 65QL90B đang bán là 27.600.000. 65QL90C B 27.600.000. Còn các bác nào muốn mua 65QL90 thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em nhé. Hiện tại bên em đang không ở đây. Xin quắc đăng ký phía bên này. 65QL90C đây. Con kia là 27.600.000 đúng không ạ? Thì con này là 65QL90C là model thay thế luôn. Model thay thế này thì hiện tại BM đang bán giá bao nhiêu? Đang không có thấy cái bảng ở đây, có bảng giá đăng ký ở đây rồi. 45.540.000. 45 triệu đi. 45.500.000 mà con kia là 27 triệu. Một cái mức giá đang chênh nhau rất nhiều rồi nhá. 45 và 27. Chênh nhau rất cao từ QL90B xuống lên QL90C. Hơn nhau có 15, chúng ta đang chênh nhau còn độ gần 20 triệu đồng. Rất cao. Rất cao đấy nhá. Ok, còn 65QL80C. Xin lỗi các bác, 65QL85C thì em đang kê phía trên này. Các dòng QL thì các bác thì lưu ý chỗ là nó là dòng mini LED. Còn Q0 thì là dòng QLED. 65QL85C, con này thì BM đang còn giá cho các bác là còn 41.500.000. 20.000 cho 41.500.000 cho 65QL85C. Thì các bác lưu ý em là những dòng QL bây giờ nó cũng chỉ bảo hành điện tử cho bác là 25 chứ không nên đến 35 rồi nhá. Chỉ 25 không đến 35. Từ tháng 4 năm 2022 các dòng QL chuyển xuống bảo hành 25 cho các bác. Ở phía bên ngoài này thì em đang có thêm các dòng 2023, đó là cái dòng TV là
75 inch. 65 inch thì bên em đang kê con này là 65Q80C. Đây. 65Q80C, con này thì em đang tắt điện đi cho các dễ nhìn hình dung nhá. 65Q80C, model 2023. Con này thì đang bán giá còn là bao nhiêu đấy? 29 này. 29 xuống còn 28 triệu. Rơi vào là 28 triệu 500. Tầm 28 triệu 500 cho con này. Là 65QL Q80C. Đây là thiết kế của con 65Q80C các bác nhá. Với tầm giá hơn 28 triệu đồng. Hơn 28 triệu đồng. À, bên cạnh đó thì chúng ta có 75 inch ở đây. 75Q70C và 75Q80C. Đấy. Ở đây thì nhân tiện là các khu vực ở miền Bắc đang nắng nóng đỉnh điểm và nhu cầu tiết kiệm điện. Do đó là bên em đang tiến hành là tắt những cái đảo này đi. Tắt rất nhiều đảo rồi nhá. Rất nhiều đảo tivi. Chỉ để bật một chút thôi để mà giảm thiểu điện năng cho điện lưới quốc gia. Đấy, các bác thông cảm giúp em sẽ quay cho bác xem sơ lược thôi. Hình dáng bên ngoài và giá thành, quan trọng giá thành. 75Q70C. Phân khúc là kém con 85 thôi, còn đâu là cũng rất to. Năm nay thì 85 inch rất nhiều, Samsung sản xuất rất nhiều. 75Q80C. Hiện tại bây giờ em đang bán giá cho bác rơi vào bao nhiêu đấy? Trừ đi là 2 triệu 2 đi. Trừ đi 2 triệu 2 thì còn 37 triệu 300 nghìn. 37 triệu 300. Loanh quanh trong khoảng đó một vài chục nghìn, em không cộng được chính xác. Ở đây có 75Q80C. Năm nay Q80C sản xuất rất nhiều các dòng to. Năm ngoái các bác mua 75 inch là to nhất. Năm nay có 85 inch. Năm ngoái có 85 inch rồi, năm nay có tận 98 inch. Màn hình 98 inch Q80C cơ. Màn hình rất to. Ở đây kia thì em đang có con 98 inch của TCL. Ở đây Samsung có hẳn 98 inch cho các bác, 98Q80C. Rất to rồi nhá. Đây Q80C thì bên em đang bán 75 inch. Trừ đi cũng là 1 triệu là 2 triệu 2 đi. Là còn 41 triệu. 41 triệu 500 nghìn, 41 triệu 500 cho con 75Q80C này. Đây có màn hình 85X90K, đây là của Sony. Sony mọi nhá. Phía bên này thì chúng ta sẽ có thêm các dòng là 2023. Ở đây em đang có con 85 inch đây. Màn hình 85Q80B. Màn hình 85 inch rất to mọi nhá. Chỉ thiếu đúng một model, đó là 85Q80C thôi. Còn đâu thì em có đầy đủ. Đây 85Q80C đây. Con này em đang bán giá cho các bác còn 60 triệu 730. 60 triệu 730 cho màn hình 85Q80C các bạn nhá. Đấy là một vài các dòng TV mà em điểm nhấn trong cái đợt này. Đó là model 2023 đang đao giá xuống cũng khá chỉ là nhiều rồi. Tất nhiên là nó sẽ đao xuống tiếp theo. Và trong cái đợt tới thì sẽ có những video tiếp theo để em cập nhật giá thường xuyên cho các bác nhé. Các bác yêu mến em thì hãy dành tặng cho em những nút like và nút đăng ký kênh để khi có video mới nhất các bác sẽ có những thông báo để mà xem. Ok, em Long xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các video clip tiếp theo.